Sáng thế ký chương 10. Dòng dõi của Japhet. Đây là dòng dõi các con trai của Noe là Sem, Cham và Japhet. Sau trận lụt, họ sinh con cái. Con trai của Japhet là Gome, Magot, Madai, Javan, Tubanh, Mesiek và Tira. Con trai của Gome là Akena, Riphat và Togama. Con trai của Javan là Eliesa, Teresi, Kittim và Dozamnim. Do họ mà có người khắp các bờ biển của các dân, chia ra tùy theo ngôn ngữ và họ hàng trong các nước của họ. Dòng dõi của Cham, con trai của Cham là Cúc, Mikraim, Phút và Canaan. Con trai của Cúc là Seba, Havila, Sapta, Raema và Sapteka. Con trai của Raema là Seda và Dedan. Cúc sinh Nimrod, là người đầu tiên trở thành người dũng mãnh trên đất. Nimrod là một thợ săn dũng mãnh trước mặt Chúa, vì thế có câu tục ngữ giống như Nimrod, thợ săn dũng mãnh trước mặt Chúa. Trước tiên, người lập vương quốc tại ba bên Eret, Akkad và Kane trong xứ Sinea. Từ xứ đó, người tiến qua Assyri rồi xây thành Ninive, Jehobot, Calach và Rosen, một thành lớn ở khoảng giữa Ninive và Calach. Mikrain sinh Dulim, Anamim, Nehabim, Luptuhim, Pharusim, Cách Luhim, tổ tiên của dân Philistin và dân Cáp Tozrim. Canaan sinh Sidon, con đầu lòng, và Hích, cùng Jebusit, Amorit, Giregasit, Hevit, Arekit, Sinit, Avadi, Semari và Hamatit. Sau đó, các tộc Canaan tản ra, lãnh thổ của người Canaan hướng về Gena, chạy từ Sidon đến Gaza, về hướng Sodom, Gomorrah, Adma và Seboim cho đến Nesa. Đó là con cháu của Cham, chia theo gia tộc, ngôn ngữ trong các lãnh thổ và quốc gia. Dòng dõi của Sem. Sem là anh của Japhet và là tổ phụ của dòng dõi Hebe. Con trai của Sem là Elam, Asur, Abaksat, Lut và Aram. Con trai của Aram là Usơ, Ulơ, Gete và Mách. Abaksat sinh Selach. Selach sinh Hebe. Hebe sinh hai con trai, một người tên là Belek, vì trong đời người này, người ta chia mặt đất ra làm nhiều xứ. Người em tên Joktan. Joktan sinh Amodad, Senep, Hasamavet, Zera, Haduram, Uzanh, Dikna, Obanh, Abimael, Seba, Ophir, Havila và Zobab. Tất cả các người đó là các con trai của Joktan. Lãnh thổ của họ chạy từ Mesa cho đến Sepha, vùng đồi núi ở phương đông. Đó là con cháu của Sem, sắp theo gia tộc, ngôn ngữ, lãnh thổ và dân tộc. Trên đây là dòng dõi của ba con trai Noe, sắp theo từng thế hệ và dân tộc. Do họ mà có các dân tộc chia ra trên mặt đất sau trận nước lụt.